2023 và chương trình đang được diễn ra tại quảng trường thành phố Sa Đéc và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp và hơn 20 đài phát thanh truyền hình trong khu vực và trên cả nước. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị. Ngay trên đây là sợ không thấy. Kính thưa quý vị, Đồng Tháp đất sen hồng, đây là một của dòng sông Tiền còn ở phía xa, nơi được người dân cả nước biết đến, khi biết bao danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa đặc sản của vùng sông nước. Trong những ngày này, đến với Đồng Tháp, du khách có thể lãng qua một đối với vùng núi biển, đó là Nam Hoa Sa Đéc, với muôn vàn bản vàng, kiển, sự sở sắc hồng. Và để tôn vinh nghề trồng hoa kiển Sa Đéc, đồng thời phát huy giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng hoa kiển gắn với phát triển du lịch nông nghiệp và chương trình quốc gia một sản phẩm OCOP. Ban tổ chức chương trình thuộc khai mạc Festival Hoa Kiển Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 mong muốn gửi tới quý vị khán giả những tin mừng của hoa kiển thưởng thức và người Sa Đéc với chủ đề từng đợt từng đợt. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý đại biểu, khách quý trong và ngoài nước, cùng bà con nhân dân, hôm nay
thành những công việc cuối cùng khép lại năm 2023 với nhiều kết quả đáng trân trọng và phấn khởi đón chào năm mới 2024. Tại Sa-đéc, Đồng Tháp cũng vẫn mang lâu đời của đồng bằng sông Cửu Long, một trong những vùng canh tác hoa kiểu lớn của Việt Nam. Chúng tôi vui mừng, trân quý đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, đông đảo bạn bè xa gần và bà con nhân dân đến với một sự đứng yên nghe trời thì bị chơi chảy Festival Hoa Kiểu Sa-đéc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, tôi trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt và trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý và bà con nhân dân khắp mọi nơi đã dành cho Sa-đéc cho ngày trồng hoa kiểu Sa-đéc. Kính thưa các đồng chí và bà con nhân dân, trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, từ những người nông dân đầu tiên đưa hoa về trồng trên mảnh đất Sa-đéc cho đến những nghệ nhân với đôi bàn tay tài hoa khéo léo tinh tế, thế hệ với giúp thế hệ cần mẫn lao động miệt mài để hình thành nên làng hoa độc đáo với bản xa lan miền vàng thơ mộng giữa trung tâm đồng bằng sông Cửu Long Trường Thuận. Làng hoa ấy cũng không ngừng phát triển tô đẹp thêm cho Sa-đéc ngày một hiện đại, cho một Đồng Tháp thấm đậm những tình đất tình hoa. Sa-đéc là nơi tài hoa kết tinh thành giá trị, nơi người dân với lòng đam mê sáng tạo đã đem đến cho đời nhiều cung bậc trong cuộc sống, qua nhiều sắc hoa đa dạng, dáng kiện phong phú, làm giàu đời sống tinh thần không chỉ cho người dân Sa-đéc, Đồng Tháp mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp này đi nhiều nơi trong cả nước. Trong đời sống của người dân Sa-đéc, hoa kiện là người bạn đồng hành trong hành trình hướng bên đây mà. Bóc nghèo, làm giàu. Hướng bên đây nè. Sa-đéc, kiện Sa-đéc. Giờ đây không chỉ là thương hiệu của một ngành hàng chủ lực trong nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với giá trị hơn 6.000 tỷ đồng, mà đã trở thành những tên gọi có tính biểu tượng cao, đi 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 đi, giá trị truyền thống, chất lượng, nét đặc sắc riêng có của vùng đất này. Từ một nơi hoa kiên cố, nơi đã mang hình hài giám bắc quân thần Thủy Hoa, từ số lượng giống hạn chế và cung ứng sản phẩm trong phạm vi một tỉnh, một vùng, giờ đã có diện tích trồng hơn 3.000 hectare với hơn 2.000 giống hoa, cung ứng hơn 12 triệu sản phẩm hàng năm. Hoa kiểu Sa-đéc hiện diện ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam và đã bắt đầu hành trình vươn xa ra thị trường quốc tế. Sa-đéc cũng là trở thành một nơi tham quan để hàng triệu lượt du khách mỗi năm lựa chọn đến để chiêm ngưỡng, trải nghiệm hòa mình vào không gian xanh mát đầy màu sắc của cây lá và hoa. Người nông dân trồng hoa kiểu Sa-đéc đang nỗ lực từng ngày, nhảy bén, năng động, sáng tỏ để giữ lửa cho nghề. Đấy ạ. Dạ. Về với làng hoa Sa-đéc, sắc hoa của sức sống tươi mới từ trời non lộc lớn, cảm xúc từ những thế giới đẹp giàu tinh thần của các loài kiều, vì tâm vật của người nông dân làng hoa, sự dồn dịp giao thương, sự háo hức tham quan của du khách. Tuy nhiên, tất cả sẽ càng đậm nét hơn trong những ngày diễn ra festival lần thứ nhất này. Festival Hoa Kiểu Sa-đéc lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Tình Đất Tình Hoa là dịp để Đồng Tháp giới thiệu một cách đầy đủ, toàn diện hơn với bạn bè xa gần về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp độc đáo của Hoa Kiểu Sa-đéc. Nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn đặc sắc như không gian sắc tập hoa kiểu nghệ thuật, trưng bày triển lãm sản phẩm hoa kiểu trong nước quốc tế, phiên chợ hoa kiểu, không gian triển lãm ảnh Sa-đéc xưa và nay, trưng bày triển lãm sản phẩm hoa kiểu trong nước quốc tế, các chương trình nghệ thuật đó, kim khói nghề hút ăn vô là có khói ăn vô là cô giống nào nghe. Đi 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 đi. Giật cái lạnh nói. Bắt giật tao kìa. Đi gần gần cho nội lạnh luôn á.
Đi hoài không phải thế. Đâu hướng nào đi về đâu. Ngồi mấy ổng đọc gáp à. Đi ở trong này thì quay vô. Vậy thôi hả? Vậy thôi đó. Dạ, lỗi. Dạ. Đi hướng này mà, nội tôi đi đâu hả? Vô đó tôi gửi xe. Quên.